Triển lãm giáo dục Hoa Kỳ nằm trong khuôn khổ tuần lễ giáo dục quốc tế, một sáng kiến của chính phủ Hoa Kỳ với mục đích xúc tiến giáo dục trên toàn thế giới, vừa diễn ra trong 2 ngày, 19 và 20 tháng 11 tại thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ. Sự kiện với sự tham gia của 24 trường đại học và cao đẳng Hoa Kỳ đã thu hút đông đảo học sinh sinh viên đến tìm hiểu thông tin du học và cơ hội học bổng. Có mặt tại sự kiện, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Rena Bitter dẫn báo cáo của tổ chức Open Doors cho biết, hiện có gần 17.000 du học sinh Việt Nam đang theo học tại Mỹ, đưa Việt Nam thành quốc gia đứng số 1 Đông Nam Á và số 8 trên thế giới về nước có số lượng du học sinh đông đảo tại Mỹ. Đây là bước nhảy vọt ngoạn mục nếu so với cách đây 20 năm, Việt Nam chỉ có chưa đầy 1.000 du học sinh tại Mỹ. Ngoại trưởng John Kerry đã phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái, không có quốc gia nào đồng hành và tiến xa nhanh bằng Mỹ và Việt Nam. Tôi không thể nghĩ ra một con số thống kê nào khác có thể minh họa tốt hơn nhận định của ông. Tuần lễ giáo dục quốc tế Hoa Kỳ năm nay có chủ đề giáo dục quốc tế cho mọi người, thể hiện sự tin tưởng rằng xã hội lành mạnh nhất khi cơ hội học tập được mở ra với tất cả mọi người.